Phấn má hồng Embisu với trọng lượng là 8g, chúng ta sẽ sử dụng được 5 đến 6 tháng. Hàng chính hãng có giá là 170.000 đồng, xuất xứ từ Hàn Quốc. Sản phẩm sẽ giúp trang điểm, tô hồng vùng má, giúp khuôn mặt được cân đối hài hòa tự nhiên khi trang điểm. Thì đối với sản phẩm này được thiết kế nhỏ gọn với tông màu hồng ngọt ngào. Đi kèm với sản phẩm là chiếc cọ mini xinh xắn. Khi sử dụng là ta chỉ cần dùng cọ để lấy sản phẩm, sau đó sẽ lăn nhẹ nhàng lên hai phần gò má của mình cho đến khi đều phần da.